tao cũng từng hay chở mấy ạ. Đó, tao từng hay chở.
có cả cái này to lại mà. Thực tế nhỉ? Em ơi. Thế cái này thì chỉ đóng không vào nữa đúng không gì nữa? Đúng quá. Thôi, để đợi em đi xem mấy hàng khác xem nó khác không ạ. Đưa nhau cả. Ngay đầu chợ có vậy ạ? À, khu đấy là em bảo con mà nói nhiều. Em bảo con đấy. Very interesting. Bảo vệ ngay bây giờ. Anh đang đợi thế này lâu. Lệnh nội viện cũng là cứ làm những dấu ấn lịch sử mà tổ tiên ông bà đã tạo mất trong lịch sử rồi là các công ty nước ngoài du lịch. Thế lúc nãy đã lên xe của chúng tôi rồi. Trong đó. Mặc một bộ quần áo xinh đẹp chi bằng thêm một làn da trắng sáng, một lần giảm nữa còn càng lúc càng trắng. Mặc một bộ quần áo xinh đẹp chi bằng thêm một làn da trắng sáng, một lần giải quyết 8 vấn đề lớn của làn da là thô ráp, xỉn màu, vết nhăn, thiếu nước, nám đen, bị tổn thương do phơi nắng, vết cháy nắng và da không đều màu. Rất dễ sử dụng, từ nay sẽ không còn tình trạng củng lông thất thường nghiêm trọng do trái bị rụng hàng loạt. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do thế giới sâu gập rõ, một lần suy nghĩ các hiện tượng này có thể là có rất lớn đối với việc chúng ta biết đó là sâu gập rõ. Mình bắt hiện là coi như là mấy cái trái đi chết rồi là nó ra giấu rồi thì đâu có kịp. Cái thiệt hại của nó rất nhiều khi mà ta là trời thì thấy ở Malaysia, Indonesia thì các cây thực năm nó sẽ xuất hiện. Và có những cái cây sao lớn thì con sâu lớn dần lên, nó sẽ dần từ màu cam là cho tới một cái màu đỏ đậm. Và cho tới khi mà cái ngựa đại này to cái này không hay là ai ai là lấy thời gian sâu tức là thời gian mà nó có hại thì khoảng 14 ngày. Và chủ yếu là nó ở con cái. 300 bộ anh xin. 300 bộ. Cái phân phát tấu đó, phát tấu gương là cái dịch bệnh gây nhanh. Bởi luôn đấy lúc nào nhập luôn đầy đủ cho anh luôn thì mình đang cầu. Đi vào đây hay kia vào kia? Đi vào đây, để là dạy cho anh. Sâu lây lan từ cái này thì xin thì là đồ phát tấu. Ngày 16 âm đi nhá. Hôm nay là... Hôm nay 12 rồi. Dùng sâu thăm các điều thủy trong mùa thu hoạch. Dù cũng nằm trong dùng dịch sâu đục các cây con muối. Nhưng những dùng quỹ trong một tác xã vẫn đạt sản lượng trái rất cao, chất lượng vẫn rất tốt. Xã giảm bớt nỗi lo, tặng cho ba thể hiện lòng hiếu thảo của con. Nhìn xem, thế là chất gây hại cho hút trăm điếu thuốc gây hại, hiệu quả lọc sạch cao, một điếu thế hiệu. 99 chỉ là các chất gây hại có trong thuốc thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến mùi vị của thuốc. Chúng tôi cam đoan với bạn, nếu bạn sử dụng đồ lọc 99 của công ty chúng tôi, phát hiện mùi vị của thuốc thay đổi, có thể trả lại sản phẩm. Đẹp cái mặt rồi nhá. Này không phải sửa lại đâu đấy. Nhiều lần á, anh đi xuống về muộn, em cũng cố tình cho qua chuyện. Còn bây giờ, anh đi qua đêm luôn. Chị nghĩ đi, giờ cái giờ đó thì hai người đàn ông có thể đi đâu chứ?
À ừ, thì để đồng hồ sáng chậm như thế, để tôi sắp được sở hữu rồi. Kỳ trước 4, chế cho đặt đồng hồ chứng đầy mòn, đứng chắc chắn, đứng chắc chắn. Wow, đã 30 phút rồi, chỉ có thể nhất đề trước nào. Kỳ trước 5, chuyên gia đồng hồ bị chỉ thiết kế quay nhất. Quan trọng nhất. Không phải chạy trước. Nhất tin tiết nạn 6 tấn cắn liên tục 10 phút. Thì theo dõi tầng 1 của mỗi chuyên nhé. Bỏ ra nhau. May coi cái đợt này nhà tao lại có mấy con ngựa này của đấy đang quay vào của khách ra của khách hết. Nào là hai ông ngựa và ông voi đây. Đó, ông voi quay đây đâu xả nó không tắm này. Ông voi, hai ông voi. Cái này giờ này về rồi. Cái con chó kiểu bé gì tốt hơn đi quay tôi nói chuyện gì ông này.
Anh ơi, 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 anh ơi